tất cả mọi người, mình là Quỳnh, hiện đang giữ vị trí chuyên viên biên tập ý tưởng của nhóm Woofoo 01. Hôm nay mình rất là vui khi mà có thời gian để chia sẻ với mọi người về cách mà chúng ta có thể viết một kịch bản phim hoạt hình ngắn nhé. Đầu tiên, khi mà bạn muốn viết một kịch bản phim hoạt hình ngắn thì bạn cần phải lên được một cái ý tưởng. Ý tưởng của một bộ phim hoạt hình ngắn dành cho thiếu nhi thì chúng ta cần phải đảm bảo được những cái yếu tố cơ bản, đó là nó thân thuộc với trẻ, nó truyền tải một cái bài học, một cái chủ đề gì đó mà tốt cho trẻ, giáo dục trẻ, có tính giáo dục, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ vẫn có những các cái yếu tố vui vẻ và hài hước để thu hút trẻ xem video của mình. Thì khi mà bạn muốn lên được một cái ý tưởng đảm bảo như thế thì cái bước đầu tiên là bạn cần phải tham khảo rất là nhiều những các cái video của kênh đối thủ để xem họ triển khai một cái video như thế nào, hay là họ đã sử dụng những các cái chủ đề và truyền tải những cái thông điệp gì mà mình có thể học hỏi và biến nó trở thành một cái nội dung mới và phù hợp với cái kênh của mình hoặc là phù hợp với cái công nghệ sản xuất của mình chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Khi mà bạn đã xác định được một cái ý tưởng mà bạn muốn viết rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tới công đoạn là triển khai ý tưởng. Triển khai ý tưởng thì chúng ta sẽ có 3 phần. Chúng ta thường sẽ viết theo 3 phần, đó là mở, thân và kết. Về phần mở bài, chúng ta sẽ dẫn dắt vấn đề, nêu những cái vấn đề mà chúng ta sẽ định triển khai ở trong phần thân bài. Về phần thân bài thì chúng ta có thể triển khai nó theo những cái phân cảnh. Với một nội dung hoạt hình ngắn khoảng tầm 3 phút, hơn 3 phút thì chúng ta sẽ chia ra từ 2 cho đến 3 phân cảnh. Những cái phân cảnh này thì mỗi phân cảnh chúng ta đều phải xác định được những cái điểm hay, điểm thú vị của phân cảnh để làm bật được cái phân cảnh đấy lên. Và khi mà chúng ta đã triển khai đầy đủ các phân cảnh rồi thì chúng ta sẽ có một cái phần kết ngắn. Đó là khi mà chúng ta triển khai được một cái ý tưởng đầy đủ. Và khi mà một cái ý tưởng đã được triển khai thì chúng ta cần phải đưa cho bên các bạn để mọi người có thể đóng góp những cái ý kiến để xem có thể có những ý kiến nào tốt hơn cho phần cho ý tưởng hay không ở cái buổi review ý tưởng. Đó là sẽ có bên quản lý chất lượng này, hay là những các cái sẽ đánh giá về logic của kịch bản, sẽ có bên art đánh giá về hình ảnh của kịch bản có khả thi lên thăm hay không, và sẽ có cả bên quản trị kênh để đánh giá được cái độ khả thi kinh doanh. Và nếu như một kịch bản có những yếu tố chưa đảm bảo thì các bạn đừng lo lắng, bởi vì sẽ có mọi người hỗ trợ và support các bạn để bổ sung cho kịch bản thêm đầy đủ hơn nhé. Khi mà chúng ta đã ý tưởng của chúng ta đã đảm bảo và đã được chọn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành viết kịch bản chi tiết. Khi viết kịch bản chi tiết của một bộ phim hoạt hình ngắn thì chúng ta cần phải lưu ý tới những hành động. Chúng ta cần phải viết rất là rõ những các cái hành động, biểu cảm và cái bối cảnh mà nhân vật đang ở, để cho các bạn diễn hoạt hay là các bạn ảnh có thể hình dung ra để diễn hay là để vẽ ra những các cái hành động đấy một cách chân thực, sống động, và cái hình ảnh khi mà đưa lên phim nó sẽ hay nhất. Khi mà chúng ta đã, ngoài cái phần các bạn cần chú ý về hành động, biểu cảm và bối cảnh ra, thì một điều không thể thiếu được nữa đó chính là thoại. Thoại thì chúng ta cần phải viết một cách ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với trẻ. Khi mà chúng ta triển khai những các cái kịch bản với người lớn chẳng hạn thì chúng ta sẽ dùng những các cái ngôn ngữ của người lớn, nhưng tuy nhiên chúng ta triển khai những các cái kịch bản của dành cho kid thì chúng ta cần phải sử dụng những các cái hình, những các cái lời thoại nó gần gũi, nó dễ hiểu và nó ngắn gọn để cho phù hợp với cái nội dung video của mình nhé. Sau khi mà chúng ta đã viết ra một cái kịch bản chi tiết rồi thì chúng ta sẽ vẫn có một cái khâu nữa, đó là kiểm soát. Đó chính là check lại cái kịch bản chi tiết của chúng ta từ phía marketing, để xem là từ phía chúng ta có phần check lại cái kịch bản chi tiết từ quản lý chất lượng, để xem cái kịch bản chi tiết của chúng ta đã đảm bảo để đưa cho các cái khâu như là diễn này, hay là hình ảnh, hay là âm thanh sử dụng chưa nhá. Và tất nhiên là khi mà một kịch bản đã hoàn toàn đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đẩy cho khâu diễn hoạt và khâu âm thanh để mọi người thu âm và bắt đầu diễn hoạt nhé. Thì đó là cái cách mà mình vừa đưa ra một cái nó chính xác là những cái kinh nghiệm từ khi mình bắt đầu viết những các cái ý tưởng phim hoạt hình từ đầu cho đến bây giờ. Thì mình hy vọng là các bạn cũng có thể viết ra, đặc biệt là các bạn biên kịch, mình hy vọng rằng các bạn biên kịch trẻ có thể viết ra được những cái kịch bản phim hoạt hình hay và có thể có những ý tưởng triệu view trên YouTube nhé. Chúc các bạn thành công.